từng chiều giống chơi tháng ngày. Vu vơ câu ca em đâu nghĩ gì, một ngày đẹp trời nắng đã lên cao, đôi ta bên nhau biết yêu khi nào. Với cánh diều ngày ấy mang bao ước mơ tuổi thơ, hãy nhớ mãi tuổi thần tiên một thời hát múa hồn nhiên. Qua bao thời gian giờ đây đã lớn khôn, bên anh dường như thấy sao thành thùng. Quen nhau từ khi tình yêu chưa biết gì, vô tư chạy theo lũ ban ngày nào. Từng chiều giống chơi tháng ngày, vu vơ câu ca em đâu nghĩ gì. Một ngày đẹp trời nắng đã lên cao, đôi ta bên nhau biết yêu khi nào. Trong đời loan phụng hòa minh.
rể cầm tay ân cần trao nhẫn cô dâu thật xinh, ngựa ô rước dâu sẵn sàng thêm lên kiệu vàng theo chàng về dinh. Tình thông ra giờ khăn kiếp sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắt son đôi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương đang đang đình đám duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cau ngày xưa ngày này miếng trầu miếng cầu ngày xưa chữ tình chữ duyên miếng cầu ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày này kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa hai họ và bạn bè đang đứng chúng ta cùng mời nước mời thuốc mời trầu để cùng gửi tới đôi bên gia đình và đặc biệt chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay. Và mở đầu cho chương trình lên hỏi, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ý kiến phát biểu đến từ vị đại biểu đại diện cho họ nhà trai, xin tôi trân trọng kính mời ông. Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, qua quá trình tìm hiểu của cháu Hiếu và cháu Thủy và được sự nhất trí của gia đình chú bà Nhàn và ông bà Vơ và sự thống nhất của các cô các bạn, hôm nay mà đại biểu họ nhà trai ở trên quê hương Đông Anh Bắc Hồng Đông Anh Hà Nội, chúng tôi được sự ủng hộ của các cụ công các bà của họ gia đình nhà trai và đại biểu tôi hôm nay có về đây cũng xin trân trọng giới thiệu với lại là hai gia đình. Tôi thì là bác của cháu Hiếu, là trưởng đoàn đại biểu họ nhà trai, và đi cùng đoàn có các bác các chú các cô các cậu các dì của cháu. Với tinh thần tuyệt vời của các cụ công và hôm nay đoàn nhà trai tôi thừa quê hương Đông Anh Hà Nội có cái lễ hay cái khác là cái lễ hỏi để xuống báo cáo với các cụ công các bà
nhà gái. Và để các cụ công các bà làm lễ gia tiên để báo cáo các cụ nhà mình rằng để chứng giáo cho cái việc hạnh phúc của cháu Hiếu và cháu Thủy ngày càng bền chặt đến lúc cầu bạc thăng long. Điều với nhân thế thì hôm nay là rất là vinh dự là theo đoàn có cả bố và mẹ của cháu Hiếu cũng về đây để cùng đi lễ ngày nay. Thì thay mặt cho đoàn đại biểu đoàn thầy trai cũng rất kính mong là các cụ công các bà của họ nhà gái là ghi nhận cho và để báo cáo với các cụ tổ tiên chúng ta thì mình trang giám hạnh phúc cho các cháu và chuẩn bị tốt cho cái ngày đại lễ của cháu vào 2022 tới. Thế thì sau cái cùng này thì chúng tôi đại diện của nhà trai cũng sẽ tiếp tục là được bàn giao với cho họ đại bán tiếp tục làm phần tiếp theo. Xin báo cáo với nhà trai. Phát biểu đến từ đại diện nhà trai và cũng quên giới thiệu thành phần các bậc cao niên các cụ các ông bà cô chú bác các bạn bè đến nhà trai về với nhà gái năm nay để tổ chức liên hoan và đặc biệt có sự hiện diện của bố mẹ của chú rể cũng về trong chương trình liên hoan tổ chức của đôi bên gia đình và các bạn trẻ Quân Thủy và Trung Hiếu. Xin mời quý vị chúng ta hãy dành những tràng tay đồng nhiệt để cảm ơn rất là cao cả để đáp lại tình cảm của nhà trai. Sau đây tôi trân trọng giới thiệu và kính mời ý kiến đáp từ những từ đại biểu nhà gái trân trọng kính mời ông. Thưa toàn thể quý vị, hai cháu tìm hiểu yêu nhau và hai gia đình đã thứ đi thống nhất với nhau. Hôm nay họ nhà trai có đưa lễ xuống để thăm hỏi cháu Thủy. Thì tôi xin thay mặt cho họ nhà gái là nhận cái lễ thăm hỏi của họ nhà trai và xin mời họ nhà trai lên làm lễ. Vâng, như vậy là kiến phát biểu của nhà gái đã đồng ý và chấp thuận những vấn đề mà nhà trai cũng như mà nhà trai quan đến nhà gái trong ngày hôm nay để tổ chức lễ hẹn hò cho đôi trẻ Quân Thủy và Trung Hiếu. Và cũng như vậy là có thể nói rằng là trong ngày hôm nay với sự hiện diện của các bậc cao niên, các cụ, các bà, cô chú chú bác và bà mẹ đã đứng từ những ngày nam niên của gia đình trong ngày hôm nay và gia đình của các bậc cao niên, các cụ, các bà, cô chú chú bác như bà mẹ đã đứng xin mời quý vị. Chúng ta hãy dành một tràng tay đồng nhiệt để trân trọng cảm ơn ban nhiệt tình của quý vị dành tặng cho chương trình trong ngày hôm nay. Cầu nguyện cho cháu bà con, cháu này cháu quý chân, ăn vào cho nó vui mình vui ta. Ăn một miếng trầu gặp đây, ăn thêm một miếng trầu. Oh.
duyên em trôi vào ánh sáng, ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với ao màu xanh ngát hồn ta, duyên em trôi vào đêm. Thành phố mới rước em về con ước mừng vui, rước em về cho bên mình nơi thuyền hoa ơi dừng đây. Ơi ơi hò khoan ơi hò khoan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng, rồi mai đây ta trở về buồn chờ yêu thương về. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về chân sáng đời sang hồng tươi những đèn hoa, với ao màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi ơi hò khoan ơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông, dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên nước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái chèo vơi, bên thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đầu che khăn nệ, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Chợ quê thành phố mới rước em về con ước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Ơi ơi hò khoan ơi hò khoan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng, rồi mai đây ta trở về nguồn chờ yêu thương. Thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về chân sáng đời anh. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về chân sáng đời anh. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, em về cây trái nở hoa, có em về trắng sáng đời ta.
an empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my life, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer, and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love. Stop to keep myself from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And oh my love, I'm holding on. Đông Anh Hà Nội để dự lễ thành hôn.
báo cáo là để các cụ cho các bà đội ngoại cũng hơi quay họ và hiểu chúng tôi hôm nay đi xuống để báo cáo của chúng tôi là đoàn trưởng là bác của cháu Hiếu sẽ và các bác các đồ các chú các anh các chị rồi thanh niên nam nữ bạn của cháu. Thế là trước khi để báo tiếp tục là vào tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin mời đại diện của mong gia đình nhà gái nên để nhận cái lễ xin dâu của đoàn đại biểu nhà trai. Trình tự của quân dân họ nhà trai có những cây cầu vướng để xin đón dâu thì tôi thay mặt cho họ nhà gái cho gia đình là xin mời bà Trâm lên nhận lễ đón dâu. Mời đáp ứng bà đại diện cho nhà gái được sự nhất trí báo cáo của cháu Hiếu cháu Thủy. Hôm nay hai gia đình đã tổ chức cho hai cháu được pháp luật công nhận, hai gia đình là pháp luật công nhận dưới sự chủ quyền ông nhà và dưới. Tôi có cái lễ nhỏ tôi có cái lễ tôi có cái lễ để xin gia đình nhà gái vâng xin mời hai bà đại diện cho đôi gia đình xin chào tôi chào xin chào mọi người này và xin quý vị quý cha hôm nay là buổi diễn chuông cho đôi gia đình trong ngày hôm nay. Hãy hát cùng tôi bao khúc ca, hãy đến khi vũ
tình yêu mới đến, mới đến là tia nắng ấm nắng ấm, lòng có lúc là hạt sương rơi âm thầm. Tình yêu mới đến, mới đến là con sóng lớn sóng lớn, thuyền ta đó thuyền vẫn lắng lư bồng bềnh. Tình yêu như thơ, như thơ có đôi khi cũng dài khờ, từng đêm trắng lòng cay đắng ai nào ngờ. Tình yêu như mây trên cao đứng chưa đi đến hôm nào, thôi bên nhau nào ai biết mãi nơi sao. Dù có gió mưa tơi bời, dù có gió cao ngất trời, ôi tình yêu trao cho em năm tháng không bao giờ phai. Mình dắt nhau đi cuối trời, mình sẽ bên nhau suốt đời, thế gian mưa thay vẫn yêu nhau hoài. Tình yêu mới đến là cơn gió cuốn lòng như lá nhẹ tung quá gió cuốn đi hoài. Tình yêu mới đến là mây trắng trôi lênh đênh, lòng như gió vẫn theo áng mây trôi hoài. Tình yêu như mây như mưa hoa trên mi em bao giờ, rồi có lúc trời mưa gió.
ước chí anh là tia nắng ban mai để được âu yếm hôn lên mái tóc em. Ước chí anh là có nó xanh mềm chạy đường em về nâng gót em qua, là một câu hát đắm say lòng em. Nhìn dân tìm này trao hết cho em, dù cho mái tóc mai đây có pha xương, vẫn xin một lần đem trái tim này nguyện cùng sao trời đưa lối em về, làm mây che bóng cho em trọn đời. Anh là con sóng em nó bờ cát trắng dịu dàng, ta bên nhau mãi không ngày bão giông, ta yêu nhau mãi không gì đổi thay, yêu nhau nghe em hay nói đi em, mình cùng chung bước bên nhau trọn đời. Của hai em chung lối với Phương Thủy đây thì cũng bắt đầu từ tuổi trẻ, bao ngày mong đợi tới hôm nay, cô dâu hiền mang tình yêu đất ngây, chú rể mới tình bao la gắn bó. Ngày hôm nay tuy không rỉ vang pháo nổ nhưng vẫn mang màu đậm sắc của làng quê. Người đông anh ta tuy công việc rất bộn bề, nặng gánh ruộng vườn, nắng mưa sớm tối, ấy thế mà ngày hôm nay đây vẫn vui như ngày hội. Cô dâu hiền tựa cánh thiên nga, chú rể mới tình bao la như biển cả. Mới hôm nào hiếu với Thủy đây còn xa lạ, ấy thế mà hôm nay hai bạn trẻ đã nên đôi. Mấy ngày nào hiếu còn xa nhà Thủy chơi, Thủy toàn nũng nịu eo ôi ứng ử, ấy thế mà hôm nay đây hai bạn trẻ đã chính thức nên vợ thành chồng. Phải nói rằng khéo khen ai cắt chữ lòng, chữ vợ nằm dưới chữ chồng nằm trên, hoàng hôn thì đúng là đêm. Đêm nay hai bạn trẻ sẽ có một đêm ái tình, chưa qua là buổi bình minh, trưa nay là buổi thắm tình nên duyên, đêm qua là đêm màn duyên, còn đêm nay thì hai bạn trẻ chắc chắn sẽ có một đêm thắm niệm ân tình. Và để mở đầu cho chương trình xin được gửi tới toàn thể hôn trường cưới lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hiện diện trên sân khấu hôn trường cưới lúc này đây đó là hai bạn trẻ đẹp nhất, dạng người nhất trong ngày vui hôm nay. Xin chân thành giới thiệu chú rể Trung Hiếu và cô dâu Phương Thủy. Và cho xin phép quý vị là cho phép em xin tôi nói về đôi bạn trẻ một chút như thế này. Chú rể Trung Hiếu là của nhà chúng ta hôm nay thì là được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đông Anh. Phải nói rằng là từ khi trưởng thành đến nay thì tôi nghe nói rằng anh đã đi rất nhiều nơi và anh đã chạy từ Bắc Giang sang đến Quảng Ngãi, có được rất nhiều cô gái chạy theo gót chân anh và nói rằng là em rất yêu anh. Thế nhưng mà anh Trung Hiếu nhà chúng tôi là trả lời một câu rằng là tôi không đồng ý. Và nghe đâu thì cũng đã có những mấy lần anh bay qua nước Mỹ và được Tổng thống Biden diện tiến và có hứa cả con gái đầu lòng cho anh. Và phải nói riêng với quý vị rằng là con gái của Tổng thống Mỹ thì là đẹp vào dạng siêu quán nổi hình. Cô ta nước mắt đưa tình thì không chết cũng phải hy sinh. Thế mà chú rể Trung Hiếu nhà chúng tôi vẫn chọn câu trả lời là tôi không đồng ý. Và anh đã quay lại quê hương Nam Định để tìm người con gái tên Phương Thủy, đó chính là cô dâu của chúng tôi ngày hôm nay. Và như quý vị cũng thấy đúng không ạ, hiện diện trên khấu cô dâu thì đúng là người xinh đẹp tuyệt trần mà tính tình hiền diệu lại thêm phần nết na, và chị được quý như chị hằng nga đến thiên bồng nguyên soái còn phải khóc òa vì yêu. Mà chú rể thì giống xích điều, cô dâu đẹp tựa Thúy Kiều ngày xưa, hai người ánh mắt đong đưa nhìn nhau đong đuối lại say sưa men tình nồng, và đúng là hoa hồng đẹp bởi màu hồng, còn tình yêu đẹp bởi tấm lòng thủy chung. Và quý vị cũng dành ít phút thời gian của mình để lắng nghe chuyện tình của đôi bạn trẻ như thế này. Trong chuyện tình của đôi bạn trẻ thì cũng giống như bao lứa đôi khác, họ bắt đầu trong một đêm trăng rằm mùa đông sáng tỏ, và chú rể với cô dâu mới rủ nhau lên bờ đê để chơi một trò thân gian. Và quý vị biết đó là trò gì không ạ? Vâng, đó là trò bịt mắt bắt dê. Và đến khi dê đã mỏi thì người bịt mắt cũng mệt, thì chú rể Trung Hiếu mới mạnh dạn kéo cô dâu vào lòng và nói như thế này: ước gì em là cái lò, anh là thanh củi, anh thò vào trong. Thế nghe thấy vậy cô dâu mới trả lời luôn rằng là chẳng biết có làm được không, nhưng mà không cẩn thận là sẽ bung mất lò. Và qua bao đêm trăng sáng hẹn hò thì chú rể Trung Hiếu cũng đang nhen nhóm được ngọn lửa và thắp lên ngọn lửa tình yêu. Qua đám cưới hôm nay chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Vâng thưa quý vị, và để lấy được vợ đẹp như diễn viên Hàn Quốc như thế này thì chú rể Trung Hiếu có tâm sự với tôi rằng là vất vả và tốn kém lắm anh ạ. Anh có nói rằng là ngày nào thì cũng phải đi đêm mà ngã lên ngã xuống thì đất cứng lên như giường. Thế cô dâu mới trả lời rằng là vâng, thương anh thì em rất là thương, thế nhưng mà chỉ được chung giường từ tối hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, nói về độ tốn kém thì là anh Trung Hiếu nhà ta bảo là mất mấy trăm đôi dép, 1.000 kép đèn pin, 2.000 chai keo bọt với lại một sọt xăng đốt xẻo nữa rồi ạ. Vâng thưa quý vị, duyên hồng thắm đượm từ đây lễ bùi duyên mới vô tay chúc mừng, một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt chúc mừng cho đôi trẻ. Và xin mời cô dâu chú rể hãy cúi chào toàn thể luôn. Và xin mời đôi bạn trẻ hãy trở lại với ghế đại diện của mình đi ạ. Của gia đình luôn thì tiếp tục bắt đầu.
quý vị khán chị và các bạn thân mến, cũng là để có được ngày vui như hôm nay thì chúng tôi biết là hai bên gia đình cùng với lại cô dâu và chú rể đã có sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, và chúng tôi biết rằng là cả hai bên mình đã phải chạy ngược chạy xuôi rất mệt mỏi để lo ngày hạnh phúc cho đôi bạn dưới đây công việc rất đủ đầy, đó là những chàng pháo tay mừng vui mới mừng cả cuộc đời hạnh phúc lứa đôi anh em cô bác đôi nơi cùng nhau gặp mặt để về đây chúc mừng. Và quý vị cũng thấy xung quanh đó là dạp hồng song hỉ tung bay, còn đôi bồ câu trắng thì đã hẹn ngày hát ca hôm nay vui cửa vui nhà vui chung hạnh phúc mặn mà keo sơn. Và trên bàn nhà trai chúng tôi hôm nay thì có nước chè thơm, có thuốc lá với bánh kẹo để cảm ơn họ hàng hôm nay trang trí trang hoàng, đón cô dâu Thảo về làm dâu con em mãi là hòn ngọc hòn son, là niềm hạnh phúc của con suốt đời. Và tới đây ban tổ chức xin mời đại diện nhà gái gửi lời giao dâu. Sau đây toàn thể hội trường chúng ta hãy nổi lên những tràng pháo tay để chào đón sự hiện diện và những lời phát biểu của vị trưởng đoàn nhà gái ngày hôm nay ạ. Con xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ ông cụ bà, kính thưa các quý vị cùng toàn thể hội ôn, lời đầu tiên tôi xin em đặt họ nhà gái cảm ơn các cụ ông cụ bà, cảm ơn toàn thể họ nhà trai đã tiếp đón và tổ chức thật là nồng hậu và chú đáo. Sau đây tôi xin phát biểu mấy câu. Kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể các ông các bà bên họ nhà trai, cháu thì sinh ra và lớn lên được bố mẹ cùng gia đình dạy bảo rất nhiều nhưng vẫn còn thiếu. Hôm nay cháu nên xe hoa về nhà chồng, còn thiếu những điều gì thì các cụ còn cùng toàn thể họ nhà trai dạy bảo cháu tiếp. Giờ đây giờ đây bác chỉ nhắc lại mấy câu này để cháu người ghi nhớ, cháu thủy người ghi nhớ. Với bề trên cháu phải để chí hiếu lên đầu, sống thật hòa thuận với các anh chị em và hòa đồng với xã hội. Cháu hãy coi đây là kim chỉ nam của cuộc sống thì ngày nào cháu cũng vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay hai cháu thật là xinh đẹp và đáng yêu, bác chúc cho hai cháu hạnh phúc trong năm sớm có đi vui để hai họ được vui mừng. Vừa rồi thì toàn thể hội trường cưới chúng ta đã được nghe những lời phát biểu của vị đại diện cho bên gia đình họ nhà gái, và lời đầu tiên thì ông cũng đã thay mặt cho đoàn đại diện bên nhà gái có cảm ơn sự đón tiếp rất là chân thành và nồng nhiệt của gia đình họ nhà trai dành cho phái đoàn họ nhà gái ngày hôm nay. Và trong lời phát biểu của mình thì ông cũng nói rất rõ như thế này: con cháu nhà chúng tôi thì bánh đúc bảy sàng, thân đông ông cả phận bà thì bà lo, thế nhưng vì hai bên đã hỏ hẹn từ xưa, con thuyền duyên ấy lái đưa một chiều. Ông cũng nói rõ với ông bà bên họ nhà trai rằng là cháu chỉ đây làm dâu có khôn thì mong được các ông các bà bên này dạy bảo ít, mà nếu như cháu còn khiếm khuyết thì cũng rất mong được các ông các bà bên này dạy bảo nhiều, và trước sau cũng chỉ hứa hẹn có bấy nhiêu. Và đặc biệt là chúng tôi thấy rằng ông có căn dặn cô dâu chúng tôi là Phương Thủy rằng là ở nhà cháu thì cháu là con gái nhưng đi lấy chồng thì cháu đã làm dâu, và vừa rồi bác có đôi câu để căn dặn cháu về lâu về dài để cho thôn dưới là ngoài chẳng ai chê cháu là người chưa ngoan. Và đúng là toàn thể chúng ta đã nghe những lời mặn mà nhiều lắm của ông. Bản thân trưởng đoàn nhà trai chúng tôi là cũng muốn gửi gắm đôi lời trước thì mình cho hai cháu được đẹp đôi, sau khuyên hai cháu phải giữ lời thề ra ăn ở đối xử mặn mà trong yên ngoài ấm mới là chính chuyện, đó là lời dặn lời khuyên là nguồn hạnh phúc vững bền mai sau. Và để thua chương trình chúng ta hãy nổi những tràng pháo tay để chào đón sự hiện diện và những lời phát biểu của vị trưởng đoàn nhà trai chúng ta ngày hôm nay. Thay mặt toàn thể gia đình của nhà trai xin trân trọng cảm ơn đến lời phát biểu của chủ đoàn họ nhà gái. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông các bà, nội ngoại, bốn bên của hai họ gia đình, hôm nay thật là ngày lành, tháng tốt. Qua quá trình tìm hiểu của cháu Hiếu cùng với cháu Thủy đã chín mùi và được sự thống nhất của hai gia đình và chính quyền địa phương. Hôm nay chính thức hai gia đình đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Và vừa qua trong một thời gian rất ngắn là đoàn đại biểu của họ nhà trai cũng đã về quê Lam Ninh để đón cháu Thủy về tại trường hôn của trên Đông Anh của họ nhà trai để dự lễ thành hôn của các cháu, và đã được đại biểu của họ nhà gái chính thức là bàn giao là cháu Thủy về làm dâu làm con gia đình chúng tôi. Thì xin thay mặt cho gia đình nhà trai chúng tôi cũng chính thức từ giờ phút này là ghi nhận việc các cụ công các bà đã bàn giao cháu Thủy về làm dâu làm con của gia đình nhà chúng tôi. Và cũng từ giờ phút này cháu Hiếu thì sẽ là con rể, là con là rể của các cụ công bà gì đấy,
thì trong quá trình các cháu còn trẻ người non già thì cũng rất là mong được sự chỉ bảo của các cụ, các ông, các bà, các bác trong gia đình và họ để làm sao tình cảm cháu Hiếu và cháu Thủy ngày ngày càng được gắn kết và bền vững để các cháu đến sống với nhau chung thủy đầu bạc răng long. Đấy là một cái điều ước muốn của gia đình nhà trai, và chúng tôi mong sao là dâu hiền thì nên con gái, rể hiền thì nên con trai. Chính từ giờ phút này chúng tôi cũng được ghi nhận tấm lòng của các cụ công các bà đã dạy dỗ cháu trưởng thành để thành người hôm nay về để theo chân về quê Đông Anh làm dâu làm con chúng tôi. Thì với tinh thần đấy thì tôi thay mặt cho đoàn đại biểu của họ nhà trai xin gửi đến lời chúc sức khỏe đến toàn thể các cụ công các bà, các bác, các anh chị và bạn bè của cháu từ ở dưới quê hương Nam Định mất chút thời gian để đưa cháu về đây để cùng dự lễ thành hôn cùng với toàn thể gia đình, và cũng gửi những lời chúc phúc tốt đẹp nhất đến hạnh phúc cho các cháu. Và cuối cùng xin trân trọng cảm ơn tất cả toàn thể gia đình, xin trân trọng cảm ơn. Cầm lấy, không ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng. Chầu này chầu tình chầu tình. Chầu này chầu tình chầu tình. Ăn vào cho đỏ. Mời các quý vị mời thuốc, mời nước, mời trầu và cùng chung tay sẽ đắp cho hạnh phúc của hai em. Ăn một miếng trầu, gặp đây ăn một miếng trầu. Không ăn cầm lấy, không ăn kết duyên với mình, và ngay sau đây toàn thể hôn trường của chúng ta sẽ được chứng kiến giây phút cô dâu và cháu rể cùng nhau ra mắt cặp nhãn đập hôn. Tôi xin mời đôi bạn trẻ chuẩn bị nhất nhẹ và kính thưa toàn thể quý vị, như chúng ta đã biết thì trước nhất là một vòng tròn mà không có điểm dừng lại, trước nhất là biểu tượng của niềm vui niềm hạnh phúc trong ngày cưới. Khi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giáp út, nơi mạch máu hai trái tim đôi bạn trẻ không ngừng chảy xiết. Từ đây họ sẽ sống cuộc sống của vợ chồng. Thế nhưng mà tôi có nghe các cụ ngày xưa nói rằng là ngày xưa ấy thì không bao giờ có nhẫn vàng nhẫn bạc như bây giờ đâu ạ, mà chỉ có nhẫn cỏ đan lại trao cho nhau thôi. Chính vì thế mà có thơ rằng là ngày xưa thì nhẫn cỏ trao tay, còn bây giờ vàng bạc thì chứa đầy lòng em. Mà nhẫn này chú rể Trung Hiếu nói với tôi là vừa mới bóc tem, vàng 4 con 9 còn kèm cả kim cương. Nhẫn này trao gửi yêu thương, anh ấy bảo là đêm nay kiểu gì trong giường phải kết đầu năm. Và trước hết chúng ta cho một tràng pháo tay động viên cho tinh thần chú rể trong đêm tân hôn tới ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, đúng là chúng tôi có nói là yêu nhau thì cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu nhẫn rơi, hôm nay ngày cưới em ơi, anh trao nhẫn cưới rồi trao cả cuộc đời cho em. Và xin mời quý vị và cô dâu hãy trao nhẫn cưới cho nhau đi ạ. Sẽ cùng nhau sống cuộc sống của vợ chồng, xây dựng hạnh phúc gia đình văn minh lịch sự. Và đấy là chuyện mai đôi bạn trẻ cần mong ước. Và sau khi ra mắt cặp nhẫn đồng hồ xong, xin mời hai bạn trẻ hãy tiến lại bàn để bánh cưới đi ạ, để chúng ta
cùng chứng kiến giây phút cô bầu và cháu rể tay trong tay cắt đĩa tần bánh ngọt ngào trong ngày cưới. Đúng là chúng tôi vừa nói là nhất là ơn mẹ ơn cha, ơn sinh ơn dưỡng để ta có mình, hai ơn người bạn trong tình là mai là mối để mình có ta, ba ơn tất cả gần xa tới sự đám cưới của ta với mình. Đó là những lời rất ngắn ngủi nhưng chứa đựng rất nhiều tấm chân tình mà cô dâu và chú rể muốn gửi tới toàn thể quý vị trong ngày vui hôm nay. Vì vậy mà xin mời hai bà trẻ hãy cắt hết ba tần bánh đi ạ. Con dâu trẻ hãy cắt hết ba tần bánh đi ạ. Chúng tôi có thể nói là bánh này thì vỏ trắng như dầu hồng, bánh này tệ nghĩa hương nồng tình yêu, bánh này ấp ủ bao điều tình trạng đối tiếp trong đời thủy chung. Và sau khi hai bạn trẻ đã cắt hết tầm bánh ngọt ngào trong ngày cưới, xin mời hai bạn trẻ hãy tiến lại bàn để thắp đi. Chúng điện thoại của mẹ của camera chúng mình là những nhà kỹ thuật tuyệt vời của cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay đi ạ. Chúng tôi phản về quý vị trong khi cô dâu và chú rể chắc nhiệm nên là thắc minh cho phép em chúng tôi nói về tình yêu của đôi bạn trẻ một phút như thế này. Trải qua những tháng ngày tìm mùa màu màng thì chú rể trung hiếu có đặc biệt với cô dâu phân tử rằng là tuổi ơi dẫu rằng da trắng góc mây đẹp thì đẹp thật lòng này chẳng ưa, vợ anh dẫu có quê mùa nhưng anh vẫn thích sớm chưa đi về. Và cô dâu phân tử cái động viên lại với anh trung hiếu rằng là anh hiếu ơi cơm ăn thì dẫu có thịt thà chồng chẳng vợ chuồng nhất là chẳng ngon, bát cơm mới quả cả giò đôi ta hạnh phúc còn hơn cả thì thà. Và đôi bạn trẻ có động viên với nhau rằng là ta tựa vào nhau giữa một ngày mặc cho ngày tháng lạnh lùng trôi dẫu nhiều gian khổ nhưng yên mà ta hiểu lòng nhau há thành thơi. Và cũng trong những tháng ngày tìm hiểu ấy thì tình yêu của đôi bạn trẻ trung hiếu và công ty đã được ví như những muôn ngàn đóa hoa rực rỡ của mùa xuân, là tia nắng chói chang trong mùa hạ, là hương thơm ngọt ngào của hoa sữa trong mùa thu. Và đặc biệt là tình yêu của đôi bạn trẻ được ví như những ngọn lửa hồng sưởi ấm mùa đông. Từ giờ hôm nay họ nguyện chung sức chung lòng, chung trang chung chiếu, chung phương chung màn, chung ngân lời thở tiếng than, chung niềm hạnh phúc với một đàn do sinh. Và mọi hôm thì chúng tôi thấy rằng là anh hiếu vẫn ngủ một mình mà tối nay đã có người tình làm bên. Thế còn chị thủy một ngày vẫn ngủ với u mà từ nay chị đã phải xa u rồi. Đúng là thương cha thì đi đúng đất trời mà nghĩa mẹ đi nước ngoài ngoài biển đông, giờ đây nên vợ thành chồng thì không thể thiếu được phần ơn của mẹ thầy. Và khi nhân chương trình thì chúng tôi có nghe anh Trung Hiếu nói như thế này: một đêm anh chưa có vợ thì anh lên giường đấy thì tay trái anh để gối đầu ngay, còn tay phải thì anh chỉ để vớt dầu cho nó đỡ buồn thôi ạ. Thế còn anh bảo là đêm nay ngủ với vợ rồi mà tay trái thì anh vẫn cứ để gối đầu, thế còn tay phải thì anh bảo cô là không biết đặt ở đâu bây giờ. Vậy thì cô dâu không thể có thể trả lời giúp cho anh Trung Hiếu rằng là đêm nay tay phải anh đặt ở đâu? Vâng, một câu trả lời rất là thông minh và đầy đủ ý nghĩa đúng không ạ? Cô dâu Phương Thủy có nói với anh Trung Hiếu rằng là anh Hiếu ơi, đêm nay khi mà lên giường thì tay trái anh vẫn cứ để đối đầu, thế còn tay phải thì anh thích đặt ở đâu thì tùy đúng không ạ? Còn một tràng vỗ tay chúc mừng cho đôi bạn trẻ đi ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, đúng là khi nói về cha về mẹ thì chúng tôi nói như thế này: nước biển mênh mông thì không đong đầy được tình mẹ, mà mây trời lồng lộng thì không phủ kín hết được công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Chính vì thế mà trong gia đình của mỗi chúng ta sẽ không có ai to hơn cha hơn mẹ, chắc chiêu nuôi con từ giọt sữa đầu đời, nuôi con để tính chuyện sau này, mà nuôi con khôn lớn để mong ngày kết duyên. Nhưng chúng tôi lại nói vui với nhau rằng là con gái là con người ta, con dâu mới được mẹ cha đưa về. Ngay sau đây ban của chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ra sân khấu ông bà Nhàn, Quý và bố mẹ của cô dâu cùng nhau bước ra sân khấu. Và những chàng pháo tay của quý vị hãy nổ lên để chào đón sự hiện diện của bố mẹ hai bên của cô dâu và chú rể. Thưa toàn thể quý vị, đúng là chúng tôi có nói là ly rượu là một tràng hạnh phúc, mà rượu hồng chúc phúc mẹ cha vì con cha mẹ cháu già, ơn sâu nghĩa nặng như là biển đông. Và ngay sau đây xin trân trọng mời chú rể hãy nâng những ly rượu thành kính của mình lên bố mẹ vợ. Thế còn xin mời cô dâu Phương Thủy hãy nâng ly rượu thành kính của mình lên bố mẹ chồng đi ạ. Con xin mời hai bà trẻ. Và xin mời cô dâu chú rể hãy dâng rượu thành kính của mình lên bố mẹ mình đi ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, đúng là hôm nay thì vui thật là vui, mà vui từ ngã bảy ngã ba vui về, tin vui bay tới Hòn Gai. Chúc cho hai bạn trẻ sẽ có cháu trai đầu lòng, tin vui bay đến Hải Phòng. Chúc cho hai bạn trẻ sẽ có đầu lòng một cháu trai, mà mưa sau thì chọn lấy buồn trai, mưa trổ chọn lấy trăm hai lá vàng.
hôm nay đám cưới rộn ràng, nhà gái thì đã đón được một chàng thể thảo và nhà trai thì đã đón được một cô dâu hiền. Qua toàn thể hỗ trợ chúng ta hãy nổ những tràng pháo tay chúc cho tình thương gia hai bên gia đình luôn căng kích và bền chặt thế ạ. Và xin mời các quý vị hãy chạm nhau với cầu lòng và bắt tay rất chặt tình thương gia hai bên gia đình. Và cô đầu chúng để hãy đặt cho tôi những đứa bạn. Cô đầu chúng để cho tôi những đứa bạn. Cô đầu chúng để cho tôi những đứa bạn. Cảm ơn các vị và các vị để bắt tay nhau đi ạ. Và xin để bắt tay nhau. Bắt tay nhau để sắp chặt tình thông ra hai bên gia đình đi ạ. Xin chân thành cảm ơn bố mẹ bên của cô dâu và chú rể. Và bên anh cũng như ở đây thì xin trân trọng kính mời các vị hãy trở lại với bàn trà danh dự của gia đình cùng dự tiệc trà thế nước để chung vui và nói những câu chuyện tình cảm trong ngày hôm nay. Và ngay dưới chân ở đây chúng ta sẽ được chứng kiến giây phút cô dâu và chú rể uống ly rượu ra môi. Và kính thưa toàn thể quý vị, trước khi cô dâu và chú rể uống rượu ra môi hôn nhau thì cho phép tôi làm vui một chút như thế này. Chắc chắn quý vị ở đây cũng ai cũng đã nghe một từ đó là lâu đài của nhà ấy, đúng không ạ? Một câu nói rất là hay và đầy ý nghĩa. Thế nhưng mà thực chất thì lâu đài tình ái không bao giờ có ở trên trần gian, mà hạnh phúc chỉ được xây dựng từ những điều đơn giản bình thường nhất trong cuộc sống thường ngày. Và trên hết là chúc cho đôi bạn trẻ đây luôn vượng dạ tiếng cười. Và đặc biệt là cô dâu không thể phải nhớ rằng là sau này chồng nóng thì em phải mất lời, mà cơm xuôi to lửa thì muôn đời cơm kê. Nếu mà cơm hầm cháo hê, vui lòng mà nước không chê anh nghèo. Mà nếu như em đã nguyện theo thì anh Hiếu đây có xuống biển lửa thì cũng cấm em không được trèo lên cây. Mà sau này anh Hiếu có say thì em phải nhớ là nắm cổ tay. Vâng, em phải nắm cổ tay chứ. Cổ tay ở chỗ nào? Vâng, chứ không được nắm cổ anh ấy đưa về đâu nhá. Kiểu không trải tối đêm khuya anh ấy về nhà vòng nhà cô hàng xóm là hết đường về với em luôn. Và ngay giây phút này đây chúng ta sẽ được chứng kiến giây phút cô dâu và chú rể tay trong tay uống ly rượu ra môi. Vâng, xin mời hai bạn trẻ. Thoáng trong anh quên đi bao phiền ưu, nhắm mắt lại. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi đã nói là con kiến nó leo cành ra, leo phải cành cụt leo ra leo vào. Con kiến nó leo cành đào, leo phải cành cụt thì nó lại leo vào leo ra. Thế nhưng mà giây phút này đây chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều con kiến nó leo cành si. Thì quý vị sẽ biết chú rể sẽ làm gì cô dâu bây giờ không ạ? Làm gì ạ? Có ai nói cho chúng tôi là chú rể sẽ làm gì cô dâu bây giờ không ạ? Vâng ạ, vậy thì có ai định nghĩa được chữ hôn? Có khó gì đâu dạ bồn chồn. Hai đứa bên nhau kẻ xích lại, lấy răng cắn lưỡi thế là hôn. Và xin mời hai bạn trẻ hãy đặt ly của mình xuống đi ạ. Vâng ạ, cho phép tôi làm vui với các bạn trẻ một chút như thế này. À, các cụ nhà mình có điều nói rằng là trải qua những tháng ngày tìm hiểu ngoài non. Cô dâu có thể đặt hoa xuống ạ. Vâng, trải qua những tháng ngày tìm hiểu ngoài non thì tôi xin hỏi chú rể là hai bạn trẻ quen nhau lâu chưa? Vâng, đúng như những gì anh nói với tôi, bảo anh đã bảo là quen nhau tận bao lâu rồi. Nhưng mà có một điều đặc biệt là anh chưa dám hôn môi lần nào. Quý vị có tin điều đấy không ạ? Những ai tin là chú rể chung hôn cô dâu, giơ tay tôi xem ạ. Vâng, chắc anh nói thế thì chẳng ai tin đâu. Bởi vì là các cụ có dạy rằng là ngày xưa cưới nhau xong thì mới được hôn nhau. Thế còn thời nay chưa cưới là đã hôn đau hết cả mồm rồi, đúng không ạ? Và xin hỏi cô dâu là hôn đau mồm bao lần rồi? Vậy thì bây giờ hai bạn trẻ đã hiểu hết nhau chưa? Còn chú rể tương đối tương đối, quý vị đã nghe rõ đúng không ạ? Gần như là đến 99.9% rồi. Vậy thì trước hết để tôi xin mời hai bạn hãy quay mặt vào với nhau. Vâng, chú rể nói rằng là hiểu cũng tương đối rồi, tôi chưa biết là tương đối đến mức nào. Thế nhưng mà khi mà tôi hỏi rằng là có biết chỗ nào của vợ em là mềm nhất không thì em trả lời được không? Vâng, có lẽ là 100% rồi ạ. Thế còn cô dâu thì có biết chỗ nào của chồng là cứng nhất không? Người đàn ông là cứng nhất ạ? Chỗ nào ạ? Vâng, chính xác ạ. Và xin mời chú rể hãy đặt tay lên vòng eo của vợ mình đi ạ. Còn cô dâu thì đặt tay lên bờ vai của chồng. Và cái kia toàn thể quý vị ngay dưới lúc này đây thì tôi cũng biết rằng là đôi bạn trẻ có run không? Có. Cô dâu? Có. Vâng, và để cái sự run sợ nó tan biến ngay thì tôi nên chỉ khuyến cáo như thế này thì hai bạn sẽ hết run ngay. Khi hôn nhau thì hai bạn nhớ là thả lỏng người. Mắt nhắm hờ, răng thì không cắn chặt môi. Và đặc biệt là miệng của em là không nên há rượu như miệng nồi. Tránh tình trạng của lưỡi chồng em trôi ngay vào cổ họng. Được chưa? Và bây giờ là khi cô dâu và chú rể hôn nhau thì tôi cũng muốn rằng những tràng pháo tay của quý vị nổ lên cho nó thật rộn rã. Và đến khi nào những tràng pháo tay của quý vị dừng lại thì cô dâu chú rể mới được dừng lại, để cho đôi bạn trẻ thỏa nỗi ước mong là sẽ hôn nhau thoải mái trong ngày hôm nay, đúng không ạ? Nào, đôi bạn trẻ hãy đặt tay ở vị trí mà em xin nói đi ạ. Cao cao trong giọt cười có hai người. Nguyện diêu em vững
Mà tôi nói là các bạn hãy trở lại vị trí cũ, các bạn trở lại vị trí cũ, cứ bình thường, không việc gì phải vội, đúng không ạ? Hôm nay tôi nói là ngày vui của anh, vợ là của anh rồi. Anh hôn vào đâu tùy, anh hôn lúc nào tùy. Nhưng mà hôm nay tôi là chủ hôn, và khi nào tôi nói hôn nhau và cũng sự chứng kiến của toàn thể quý vị mới được hôn, đúng không ạ? Và tôi đã nói là cao cao trong giả cưới có hai người. Vâng, các bạn đặt tay lên. Tôi nói là ôm nhau. Vâng, vừa trẻ ôm nhau một cái thật thắm thiết và tình cảm trước mặt toàn thể toàn thể anh họ. Vâng, một cái ôm thật tình cảm cho đôi vợ chồng mới cưới và những cái vào tay của quý vị đâu ạ. Vâng, và bây giờ mới là giây phút cao cao bên cửa sổ có hai người. Đúng là các bạn trẻ gần như là chưa hôn nhau lần nào, phải không? Hôm nay trước mặt toàn thể mọi người đây ngày cưới của mình và hôn rất là cảm giác rất là ngại ngùng, đúng không ạ? Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và ngay sau đây xin chân thành kính mời gia đình ông bà nhà Thúy bước ra sân khấu để có đôi lời chúc phúc và tặng quà cho hai con. Tôi xin chân thành kính mời ông bà. Đúng là ngày vui thì pháo nổ băng trời, mà cha mẹ muốn tặng cho hai bố là một người vàng con dâu hiền hiền thảo nghe con võ công cha mẹ sớm hôm tối kề, chút quà nhỏ nhưng tấm lòng son mẹ cho là để nuôi con sau này nhớ sinh một gái một trai nuôi dạy khôn lớn thật tài mẹ nuôi. Và con nghe nói đâu lúc đầu là ông bà của mình là cho tận mấy chục trai cơ, thế nhưng mà sợ hai bạn trẻ là mang trai hết trai thì đánh đề, nếu mà cả chúng thì cảm giác rất là phê, nhưng mà nếu chuột thì nghe nói mọi người ở đây bảo là đất đê cắm hết rồi. Vì vậy mà rất mong đôi bạn trẻ hãy lưu giữ và sử dụng những món quà thật ý nghĩa của bố mẹ mình trong ngày vui hôm nay. Và những bạn rồi những chào một tay cho mình chúc mừng cho đôi bạn trẻ đi ạ. Dạ vâng, tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời. Vâng, xin trân trọng kính mời gia đình chị Hằng hãy cùng lên trên sân khấu có đôi lời chúc phúc và tặng quà cho hai em ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời. Chúng ta hãy ngồi chào có tay đi ạ, để chúc mừng cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay đã được nhận được những điều chúc phúc và những món quà ý nghĩa trong ngày vui hôm nay. Và tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời gia đình chị Hương ạ. Vâng, xin kính mời gia đình chị Hương ạ. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời hai chị thành viên gia đình và nhà gái sẽ lấy có những lời chúc phúc và tặng quà cho hai em trong ngày vui hôm nay. Và chúng ta cũng đồng chí chào vào tay tất đồng nhiên để chúc mừng cho đôi bạn trẻ trong ngày vui hôm nay đi ạ. Xin chân thành cảm ơn hai chị và kính thưa toàn thể quý vị, ngay dưới chân ở đây thì xin trân trọng kính mời con dâu và chú rể cùng sống với hôn trường để mời nước mời thuốc và cảm ơn với toàn thể quý vị đã mất chút thời gian vàng ngọc của mình với chương trình đầy vui kinh cương với chung vui với gia đình và chúc phúc với đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và để tiếp nối với chương trình giao lưu văn nghệ, chúng ta cùng chào đón một ca khúc mang tựa đề Thơ Tình Của Núi. Con xin chân thành kính mời anh nào muốn đăng ký ca khúc Thơ Tình Của Núi ạ. Trong núi lưng chừng đèo là cô gái và tôi chờ bao đợi chờ thành phố lớn ta thấy nó
em là người vợ hôm nay, mình sẽ là người mẹ một ngày không xa. Đứa con là nụ nở hoa của tình yêu tối giao hòa em anh. Lời ru em sẽ hoàn thành hơn trong sữa mẹ em dành cho con. Và tới đây thì ba tổ chức tôi xin chúc như thế này: chúc cho các cụ ông cụ bà sống lâu sống khỏe trẻ không già, hai họ thông gia tình cảm kết giữ mãi lương duyên của ban đầu. Và xin chúc cho các cô gái và các chàng trai chưa có người yêu phải tìm ngoài tìm mãi rồi sẽ thấy, để rồi đám cưới như hôm nay. Và xin chúc riêng cho chú rể với cô dâu sống trọn bên nhau đến mặt đầu. Và chúc cho đôi đang trẻ đám cưới năm nay sẽ sinh con dù trai dù gái, vẹn tròn ước mong. Thế nhưng mà tôi phải nhắc cô dâu phương thủy là sắm ngay lấy một vòng để phanh ngay lại kẻo không quá đà. Và 10 năm thì hai cháu ra đời, nó vui nó hát nó cười anh xem, đứa anh dắt đứa tỉ vai em, cửa nhà hạnh phúc ấm êm gia đình. Chứ chúng tôi xin nhắc cô dâu với chú rể đừng để tình trạng là 10 năm có đến 9 lần bụng to. Mừng vì mình thật nên lo trong lòng, muốn cho duyên thắm mã hồng. Hai bạn xin nhớ vợ chồng nhắc nhau. Và để tiếp nối chương trình ngay cho hay, xin trân trọng kính mời toàn thể ngô đến đổi những tràng pháo tay để chào đón những lời phát biểu của vị trưởng đoàn nhà trai ngày hôm nay. Thưa toàn thể các cụ, các bà, nội ngoại quan viên của hai gia đình, trong một thời gian khác rất là ngắn ngủi, buổi lễ thành hôn của cháu Thủy và cháu Hiếu đã diễn ra hết sức là tình cảm thân thấm và đã hoàn thành trách nhiệm toàn bộ đầy ắp cái phần việc của ban tổ chức đã sắp xếp. Một lần nữa thay mặt cho gia đình nhà trai xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến toàn thể các cụ, các bà, các bác, các anh chị, bạn hữu của cháu đã về để chung vui dự lễ thành hôn của các cháu. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Và tiếp theo sau kết thúc này, thay mặt cho gia đình xin trân trọng kính mời toàn thể các cụ, các bà, nội ngoại của gia hai gia đình ta lui về phía sân sau để xin hòa hoãn buổi trưa. Xin trân trọng cảm ơn.